Xin chào các bạn đã đến với chương trình học tiếng Hàn tại Master to Biz, và tôi là Thùy Ngân, là người sẽ đồng hành cùng các bạn tại tiếng học tiếng Hàn tại Master to Biz này. Và các bạn nhìn xem nào, dễ thú vị. Sarangheo, không biết là các bạn đã nghe trong phim Hàn chưa ha? Sarangheo, dễ. Các bạn đọc như thế nào, các bạn đọc được không? Và Chemisoyo cũng hơi khó, nhưng sẽ trở nên dễ dàng hơn nếu các bạn cùng với tôi học tiếng Hàn tại Master to Biz. Và ở bài này, ở trong chương trình hôm nay thì chúng ta sẽ học về cách phát âm, nguyên âm, phụ âm và phụ âm cuối trong tiếng Hàn. Và sau khi các bạn được học về cách phát âm của nguyên âm, phụ âm và phụ âm cuối thì việc phát âm tiếng Hàn, việc nói tiếng Hàn sẽ trở nên dễ dàng hơn và sẽ trở nên thú vị hơn. Vậy thì 한국어 공부가 쉬워요. 그리고 한국어 공부가 재미있어요. 어렵지만 재미있어요. Tôi nói tiếng Hàn thì sau này các bạn sẽ nghe và các bạn sẽ hiểu được. Và hy vọng là các bạn sẽ luôn luôn đồng hành cùng với tôi trong chương trình học tiếng Hàn tại Master to Biz nha các bạn. Vâng, và hy vọng là sẽ được gặp lại các bạn trong những chương trình học tiếng Hàn lần sau. Và hẹn gặp lại các bạn nhé!